Ngày 16 tháng 2, thông tin từ công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Đơn vị này vừa lập biên bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà NTT, 33 tuổi, trú trên địa bàn về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử phạt căn cứ theo điểm B, khoảng 1, điều 11, nghị định 117-2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trước đó, NTT được xác định là đối tượng thuộc diện phải cách ly tại nhà do có liên quan đến các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong vùng dịch Hải Dương. Thời gian cách ly từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra trên mạng xã hội Facebook, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện một tài khoản Facebook livestream vào tối ngày 10 tháng 2 có xuất hiện bà T. Địa điểm này không phải là địa chỉ nhà riêng cách ly. Ngay sau khi nắm bắt và xác minh thông tin vụ việc, Công an huyện Lục Ngạn đã lập biên bản vi phạm đối với bà T và yêu cầu người này viết cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.